Thi đã chính thức trở thành thành viên của V-App Hàn Quốc. Cả nhà hãy cùng nhau click thật là nhiều vào link mà Thi chia sẻ ở dưới đây để download app này về. Bởi vì trong thời gian sắp tới thì Thi sẽ có rất là nhiều điều mới lạ, hấp dẫn để chia sẻ với cả nhà, và chỉ duy nhất tại V-App mà thôi. Vì thế các bạn nhớ ủng hộ Thi trong ngày lên sóng đầu tiên nha. Bởi vì we are V-Family.